Xin chào các bạn đã quay trở lại với những review. Thì hôm nay mình sẽ có một cái chủ đề như này, đó là hiện nay thì việc điều khiển xe robot để làm đồ chơi cũng như là việc làm đề tài đồ án rất là phổ biến, rất là thường xuyên các bạn gặp. Vậy thì chúng ta có những cách nào để điều khiển xe robot? Thì hôm nay nhóm review sẽ giúp các bạn tổng hợp lại một số cách để điều khiển xe robot. Thì hôm nay ở đây mình sẽ điều khiển xe robot bằng RF, bằng một bộ thu phát RF 4 kênh PT. Các bạn có thể dùng các cái bộ RF rất là thông dụng, như là PT2262, 2272, rất thông dụng và đơn giản để sử dụng mà giá thành rất rẻ và hợp lý. Đấy. Bên cạnh đó thì mình còn có thể điều khiển bằng Wi-Fi, sử dụng module ESP 8266 nút MCU. Thì hôm nay ở đây mình sẽ sử dụng ESP 8266 12E. Còn với lớp MCU thì cách đấu nối và thực hiện tương tự như module này. Và còn một cái mạch điều khiển nữa là sử dụng Bluetooth. Thì nhóm mình đã giới thiệu ở những video trước, mình sẽ tổng hợp lại ở trong video này ở những phần tiếp theo. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử hai cái module này với một cái xe robot này. Mình sẽ làm đây. Thì điều khiển Wi-Fi thì mình sẽ điều khiển bằng app Met Arduino để điều khiển robot. Bây giờ đầu tiên mình sẽ cho chạy thử con robot với bộ RF. Nên các phím mình đã được cài đặt trước để tiến lùi sang phải sang trái. Đấy. Tiến này, lùi này, robot chạy khỏe. Quay. Quay phải. Đấy. Giữ quay tại chỗ luôn này. Nên robot chạy rất khỏe. Robot chạy khá ok. Hoàn toàn các bạn có thể điều khiển xe chạy theo hướng ý muốn của mình. Đấy là module RF thì các bạn không thể điều khiển hai thao tác cùng một lúc được. Tiếp theo là mình sẽ điều khiển nó với Wi-Fi. Đây, trước tiên các bạn phải có app Met Arduino. Đấy. Bước tiếp theo là các bạn sẽ phải connect vào cái Wi-Fi của nó trước đã. Thì ở đây cái Wi-Fi của mình nữa là Tinker, mình sẽ connect của nó trước. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ phải cài đặt IP. Cái IP đó là cái IP các bạn đã cài đặt ở trong code các bạn lập trình. Các bạn đã cài đặt IP sẵn thì các bạn nhập IP vào đây. Xong. Bây giờ mình có thể điều khiển robot. Đấy, robot đã chạy. Thì cái app này mình có cái lỗi một chút, nó bị ngược. Mình sẽ quay ngược cái điện thoại lại. Đấy.
cái xốp giữa xây dựng. Lùi rồi. Như vậy là mình đã cho các bạn xem 3 cách để điều khiển robot. Thì ngoài ra còn có một số cách điều khiển robot, như là các bạn có thể dùng một bộ RXTX, bộ chuyên là để điều khiển các loại điều khiển từ xa rất là tốt. Và các bạn có thể dùng những cái module RF khác, ví dụ như là CC1101, RF VK315 v.v. Rất nhiều các cách để điều khiển robot. Và các bạn cũng có thể đóng góp các cái cách điều khiển robot khác bằng cách comment ở phía dưới, đóng góp ý kiến và mình sẽ tổng hợp lại. Nếu mà có khả năng, có thời gian để thực hiện, và mình sẽ thực hiện những cái ý tưởng ấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.